Xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con rõ hơn về kinh diệt tội trường thọ. Mình tu tập như thế nào theo lời kinh để sám hối diệt được tội? Tội có được hết hẳn để khỏi bị đọa vào ác đạo hay không? Mong thầy trả lời, mong câu trả lời của thầy. Kính thưa đại chúng, để cho một số quý vị nào chưa biết bản kinh này là kinh gì thì Pháp Hòa xin nói đủ cái tên kinh. Tên này, kinh này nói cho đủ là Kinh Diệt Tội Trường Thọ và Thần Chú Bảo Hộ Hài Nhi. Thì cái nội dung kinh này á là nói về cái sự lỗi lầm sai quấy của những người nữ phá thai và phát tâm sám hối. À, cũng như là để bảo hộ những, nếu mình có mang mà gặp lúc con mình hay là cái thai nhi nó có những cái khổ nạn thì mình nhờ cái thần lực của bài thần chú này mà chúng ta trì tụng. Đó là cái nội dung, thì đại ý là cái kinh, cái nội chính là như thế này. Ở trong kinh kể là một câu chuyện, kể rằng một hôm đó đại chúng vân tập thì có nhiều cái thắc mắc về tại sao con người có người sống thọ, có người chết yểu. Thì lúc đó Ngài Văn Thù Sư Lợi á, biết được tâm niệm của mỗi người, cho nên Ngài Văn Thù Sư Lợi mới hỏi Phật lý do. Thì Phật mới kể lại một cái tiền kiếp trong thời quá khứ, vào thời của một đức Phật. Vị Phật này có tên là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai. Phổ quang tức là ánh sáng cùng khắp, chánh kiến tức là cái thấy đúng đắn, thay vì tà kiến thì là chánh kiến, tức là đức Phật này có cái thấy đúng đắn cùng khắp, cho nên gọi là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai. Thì có một người nữ tên là Đạo Điên Đảo, U Bà Di này tên là Điên Đảo, và có một cái lỗi là khi có mang thai rồi bà phá thai. Thì lúc đó Phật mới nói theo cái tinh thần của bản kinh này á, thì ở đời có năm cái tội lớn: một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết một thai nhi, bốn là làm thân Phật ra máu, năm là phá hòa hợp tăng. Cái đó là theo cái tinh thần bản kinh này thì mình mới highlight, tô đậm cái chỗ gọi là phá thai nhi, thay vì tội ngũ nghịch á là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu. Nhưng mà trong bản kinh này thì phá thai nhi, nếu giết cha, giết mẹ, giết một thai nhi. Thì cái bà nữ cư sĩ này tên là Điên Đảo. Thì khi mà bà hối hận như vậy đó thì Đức Phật mới dạy cho bà, dạy cho bà cái lý 12 nhân duyên. Và sau đó bà bừng tỉnh và bà còn tu tập, và Đức Phật còn dạy bà thêm 6 ba la mật. Thì khi mà kết thúc bản kinh á, kinh rất là dài, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ nói ở cái giai đoạn này để dựa theo câu hỏi thôi. Thì cái giai đoạn là khi Đức Phật nói kinh xong, lúc Đức Phật kể câu chuyện đó xong, thì Đức Phật mới nói với Ngài Văn Thù: Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai thuở đó chính là tiền thân của tôi, là Đức Phật Thích Ca mình đó. Còn cái vị mà Điên Đảo U Bà Di đó, người nữ Điên Đảo U Bà Di này chính là tiền thân của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Thì bây giờ mình mới căn cứ trong kinh mình giải thích theo cái nhìn của kinh điển Đại Thừa. Nghe cái tên của cư sĩ này là biết cô này cổ sống sao rồi, phải không? Cổ tên là Điên Đảo. Chữ điên đảo là gì? Điên đảo nghĩa là mình thấy cái điên đảo là cái sai lầm, cái đảo lộn, cái sai quấy. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là điên đảo. Điên là mình cái gì nó cũng, cái gì mình coi như là không còn biết nhìn sự việc như thật nó nữa. Mà đã vậy rồi mà nó còn lộn ngược nữa thì là đảo thôi. Ví dụ như cái đó nó đã hư rồi, là thấy trật rồi, vậy mà còn thấy ngược nữa.
vừa thấy sai mà thấy ngược thì gọi là điên đảo. Thì cho nên một người nữ cũng vậy, một cái người sống ở đời, chúng ta ôm ấp, thấy không? Chúng ta ôm ấp một cái gì đó mà để chúng ta cứ sống mãi với nó hoài thì một hình thức điên đảo. Cho nên cái cô này cổ tên là điên đảo. Mà Đức Phật giáo hóa cho cổ tên gì? Chánh kiến Như Lai. Vậy thì chánh kiến có phải là ngược lại với điên đảo không? Chỉ có chánh kiến mới độ được điên đảo thôi. Tại sao con đời sống chúng ta cứ mãi sống đảo điên và điên đảo? Là vì chúng ta không có cái chánh kiến. Cho nên chỉ khi nào chúng ta có được cái sự giáo hóa của chánh kiến thì chúng ta mới hết điên đảo mê lầm. Pháp Hòa ví dụ như cái thân này là giả thì mình cho là thật. Đó. Cái cuộc đời này là vô thường thì mình cho là thường. Tất cả mọi cái sự vật việc trên đời này nó luôn luôn thay đổi thì mình cho nó là không thay đổi. Đó, tất cả những cái thấy đó đều là cái thấy mê lầm hết. Còn cái người có chánh kiến thì thấy sao? Đời á, có sống thì phải có chết. Có trẻ phải có già. Có khỏe phải có bệnh. Cho nên mình hiểu được cái đó thì mình có cái thấy đúng đắn về cuộc đời này. Và thậm chí cái người kia bây giờ hồi xưa tốt, bây giờ xấu. Đời đã là vô thường thì vô thường là biến đổi, phải không? Thì chúng ta có cái nhìn đúng đắn về sự việc thì chúng ta sẽ không có bị cái điên đảo mê lầm nó làm mình khổ. Và Đức Phật dạy trong kinh này, ở đời có hai hạng người quý. Một là người không có làm lỗi. Hai là người làm lỗi rồi mà biết ăn năn. Đó là Đức Phật nói. Rồi cho nên khi Đức Phật dạy về cái giáo lý thập nhị nhân duyên, từ một cái vô minh cho nên nó sanh ra các cái thứ khác như là hành, thức, thủ, uẩn, sanh, lão, ưu bi, vân vân. Nhưng mà thật sự nếu mà nói thập nhị nhân duyên mà nói từ vô minh đó, là mình nói để nó có một cái điểm nó bắt. Chứ thật sự mình bắt từ cái bắt nào nó cũng đều có cái kia. Thí dụ như bây giờ trong lão tử có vô minh không? Có. Trong thức có vô minh không? Có. Tại thức là một sự phân biệt. Mà vì vô minh không thấy được đúng đắn cho nên mới phân biệt. Cho nên trong thập nhị nhân duyên mình nói tung á, thấy không? Nói theo hàng dọc á, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Còn nói hoành là nói ngược lại, cách nào nói cũng được hết. Nhưng mà tu tập theo Phật giáo á, thấy vô minh cho nên phải, khi chúng ta hết vô minh là chúng ta minh. Khi chúng ta bị cái thức nó phân biệt mà diệt được cái thức thì chúng ta có trí. Khi mà chúng ta bị cái lão tử nó làm khổ thì bây giờ là cái gì? Gọi là thị hiện. Cho nên tu rồi á, là từ 12 nhân duyên này nó chuyển từ cái 12 thập nhị nhân duyên của xấu nó chuyển thành cái tốt. Ví dụ như bên này là vô minh mà tu rồi là minh. Cho nên mình hiểu được cái chỗ đó. Vì vậy cho nên á, hết câu chuyện đó, Đức Phật nói á, tiền kiếp của Đức Chánh Kiến Như Lai là tôi. Thì cái đó mình khỏi bàn rồi. Nhưng mà có cái chỗ là cái cô nữ này tên là Điên Đảo này lại là tiền thân của Ngài Văn Thù. Mà Ngài Văn Thù là tượng trưng cho cái gì? Trí tuệ. Phải không? Ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Mà bà này là điên đảo. Như vậy hết điên đảo thì là trí tuệ. Nói cách khác, một con người có trí, sở dĩ ngày nay mình sống với cái trí là vì mình đã từng sống với điên đảo vọng tưởng. Ví dụ như xưa giờ mình chưa học Phật, mình sống với chấp trước mê lầm. Cái gì mình cũng chấp. Chấp mình, chấp người, chấp nhân, chấp ngã, chấp pháp. Bây giờ hết chấp rồi thì tự nhiên một con người rỗng rang. Cho nên sống, vậy thì tu theo Phật giáo là để gì? Để phát triển cái trí. Học Phật là để chúng ta phát triển cái trí. Mà khi mà cái trí nó có rồi thì chúng ta thấy sự việc như là, mà không hề có thêm cái vọng thức ở trong đó. Không hề có thêm cái của mình trong đó. Vì vậy cho nên á,
đứng ở trên cái phương diện gọi là văn bản của kinh thì là nó là như vậy. Nhưng mà với cái nhìn, chúng ta lấy cái nhìn đại thừa, lấy cái nhìn của sự tu tập, thì chúng ta biết được một cái, với các vị mà gọi là giảng kinh gọi là liễu nghĩa đó, thì kinh này thuộc về kinh bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Là những cái giáo lý cao siêu, nói những cái bồ, nói tới những cái Phật tánh chân như. Nhưng mà ở một cái phương diện bất liễu nghĩa là gì? Cũng có công năng giáo hóa. Cũng có công năng giáo hóa. Thí dụ như bây giờ mình, Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mỗi người mình á, nam nữ gì á, ai cũng đang mang một cái thai hết trơn. Cái thai đó là gì? Là đứa con của mình. Một, nếu mình mang trong người mình á, một đứa con khỏe mạnh, thì mình phải ráng dưỡng nó để mình sanh. Nghĩa là chúng ta đều có một bầu tâm sự hết. Nhưng mà có thể có, chúng ta có những cái tâm sự vui, có những niềm vui, cho nên mình sanh đứa nhỏ đó ra thoải mái, tại vì mình không có bị cái khổ. Nhưng trong cuộc đời này đôi lúc chúng ta tự nhiên ôm một đứa con oan. Đó là gì? Đó là chúng ta tự nhiên ở đâu chuốc lấy một cục phiền não chúng ta ôm trong lòng. Hay nói cách khác là chúng ta phá hoại đi một cái chủng tử ở trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta tu tập là để chúng ta nuôi cái căn lành đó. Làm sao ở trong cái bản kinh này nói, làm sao để nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề. Thì bây giờ muốn nuôi dưỡng tâm Bồ Đề đó, chỉ có cách là chúng ta tu sáu ba la mật. Cho nên theo cái câu hỏi của vị Phật tử, làm sao sám hối theo tinh thần của kinh này? Sám hối là gì? Cái gì lỗi thì lấy cái đó sám. Tội từ tâm khởi thì đem tâm sám. Vậy thì cái thân nào lỗi thì lấy cái thân đó ra sám. Ví dụ như ngày xưa mình không biết, lỡ mình lỡ dạy, có mang, thì bây giờ nó cũng là con mình. Thôi bây giờ mình vì một cái giây phút nào đó, thì như trong bà điên đảo này là vì ngày xưa phong kiến, tự nhiên có mang như vậy là không thể chấp nhận, cho nên bà sợ quá đi bị phá thai. Nhưng mà rồi do suy nghĩ không có kỹ, cho nên cái niềm đau nỗi khổ đó nó dây dẳng trong lòng mình hoài. Vì vậy cho nên giờ Đức Phật làm sao giải trừ đây? Thôi bây giờ lỡ rồi, việc gì cũng đã xong. Bây giờ cái quan trọng là chúng ta phải sống tốt. Những đứa con chúng ta đang có, chúng ta phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Bên cạnh đó phải lấy cái thân này hành lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Làm sao phát triển sáu cái này cho đến cái chỗ viên mãn. Thì đó là phương pháp sám hối. Sám hối, ăn năn là điều tốt. Nhưng nếu chúng ta ăn năn mà ôm cái khối ăn năn đó mà không có cầu tiến, không có chuyển hóa, thì cái đó nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình. Ôm hoài một cái hối hận mà không biết làm gì để biến cái hối hận này thành cái một cái chuyển hóa tốt đẹp. Cũng giống như mình nói, mình phát hiện ra trong tủ lạnh mình có một cái tô thức ăn nó hư, thì không ai biết hư mà vẫn để trong tủ lạnh. Biết nó hư thì phải làm gì? Phải đem ra đổ đi, không, rửa ráy lại thì chúng ta có lại cái tô mới chúng ta dùng. Hay là ngược lại, chúng ta biết cái tô này nó sắp hư, chúng ta làm sao để chúng ta dùng nó mà trước khi nó hoại. Cũng như thế. Cho nên ở đây cái chỗ tu tập của chúng ta là gì? Chuyển hóa từ cái mê lầm điên đảo thành ra trí tuệ. Đó, cho nên tiền thân của điên đảo U Bà Di là văn thù sư lợi. Bản kinh dài lắm, nhưng mà bởi vì dựa theo cái câu này thì Pháp Hòa chỉ kể lại đoạn tiền thân chỗ đó thôi. Thì nếu ở trên cái phương diện bất liễu nghĩa, nghĩa là dựa vào những cái chuyện tình tiết của thế gian này, phải không, để mà Đức Phật giáo hóa, để có lời cảnh tỉnh, thì nó cũng có công năng giáo hóa. Những bậc thượng thừa người ta không vướng vô cái này. Trong cái thế gian mà con người đủ kiểu lỗi lầm hết. Có người thì làm lỗi này, có người làm lỗi kia, thì những cái lỗi đó được Đức Phật quan tâm,
và chỉ dẫn để làm chi? Để cho người ta cải hóa, rồi từ đó người ta tu tới những cái chỗ cao nữa. Giống như là bà Ma Đăng Già ở trong kinh Lăng Nghiêm vậy đó. Không, đầu tiên là bà thương Ngạ Nan với cái tâm rất là chỉ muốn chiếm hữu Ngạ Nan thôi. Không, nhưng mà Ngạ Nan á, nhờ cái tâm vững, không có cái ý phạm giới, cho nên cái kia nó chưa có tương ưng. Ví dụ như Ngạ Nan tu á, mà trong lòng ngài á có một chút gì đó chưa có thuần á, không, ngài còn thích người nữ đẹp, ngài còn thích tình ái đó, thì gặp cô Ma Đăng Già cũng phóng cái nghiệp lực đó ra, cái là hai bên nó chiêu liền. Hai bên nó chiêu liền, cũng giống bệnh giờ vậy đó, trong bụng thì đói, trời ơi ước gì được ăn, cái tự nhiên thấy đồ ăn cái sao nhào vô ăn liền mà không hỏi cái gì, nó cũng vậy hết. Cho nên trong Bồ Tát giới nói đó, mình có cái nhân rồi cái xung quanh nó có cái gì nó hiện khởi, gọi là gì, duyên. Rồi giờ ăn sao đây ta, gọi là cách thức. Rồi và ba cái đó nó gom lại cho nó thành nghiệp. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói rõ vậy đó, Ngạ Nan cũng còn giữ vững được cái tâm. Cho nên á, nếu mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta giữ được cái lực ở nơi mình, thì cái kia nó có lung lay mình, nhưng mà chưa có bật rễ. Nhiều khi mình yếu thì mình lung lay thôi, chứ chưa có bị. Thí dụ như cái chữ phong trào, phong là gió, trào là những cơn sóng, phong trào là vậy. Cho nên để chúng ta thích gì, cái cơn gió nó đã tới, cơn sóng tới rồi đi theo, mà không biết được mình đang làm gì. Cho nên nhiều khi người ta tu theo phong trào là vậy đó. Thấy người ta thọ giới Bồ Tát, cái phong trào chạy đi thọ Bồ Tát, mà không hiểu cái đó là cái gì. Cho nên rốt cuộc rồi vô đó rồi thì chỉ bị cái những cơn gió, những cơn sóng nó lôi mình, mà mình chạy theo bất biết. Đó là phong trào. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên chúng ta phải uống một viên thuốc định phong đơn. Cuộc đời này nó có rất nhiều những cơn gió. Có những cơn gió mát dịu, nhưng mà nó lại lôi mình. Tại sao? Nó có cái cách, nó làm cho mình bị mê mệt với nó. Có những cơn gió thảm khốc, nó làm cho mình khủng hoảng sợ hãi. Cho nên cuộc đời này là những cơn gió, mà chúng ta là những người phải định phong. Trong Tây Du Ký nó uống về một viên thuốc định phong đơn, không thôi là bị bay hết. Thì trong tâm của mình không có, thì cái đó nó không tương ưng. Thì đại khái thì do cái câu hỏi thì Pháp Hòa chia sẻ như vậy. Tức là quý vị nhớ là cái cốt lõi tu tập là gì? Để chúng ta chuyển cái mê lầm, cái sai quấy thành ra cái chánh kiến trí tuệ. Mà người nào mà có được an lạc, người nào mà có an vui, chỉ khi nào có được chánh kiến trí tuệ thôi. Mà không có thì sao? Không có chánh kiến trí tuệ thì chúng ta dễ bị những cái cơn gió, những cái trào lưu nó làm mình khổ. Ví dụ như giờ Pháp Hòa nói, ví dụ như phong trào, người tu giờ phong trào đội mão, mình giờ mình cũng đi sắm mão rồi mình đội, mà mình không biết cái đó là cái gì, mình không biết là mình có cần thiết phải làm điều đó không. Thì đội theo phong trào, nhưng mà rồi nó không có đem lại cái ý nghĩa đích thực gì cho mình, nó không tội vạ gì, nhưng mà nó mất thời gian cho mình thôi. Hay là thậm chí ví dụ giờ thấy người ta tổ chức một cái chương trình theo người Trung Hoa gọi là tam thời hệ niệm, rồi mình cũng tổ chức phong trào tam thời hộ này hệ niệm, mà mình nghĩ mình tổ chức như vậy đó, mà cái tâm mà tổ chức nó đã sai rồi. Vì cái đó là cái phong trào, không làm thì sợ người mình mất hành giả, thì cái đó nó không đúng. Cho nên mình phải rõ ràng như vậy để chúng ta tự mình giải thoát, không có bị những cái điên đảo đó nó sai quấy, nó lôi mình. Và cái cách mà sám hối hay nhất là chúng ta đem thân tâm này phụng sự tu tập, chứ không phải chết. Không phải là mình tự vận mình chết đi để gọi là trả quả trả nghiệp gì cả. Trả nó có nhiều loại lắm. Không? Trả là gì? Là chúng ta phải đền lại, chúng ta return lại. Thì vì mình ngày xưa mình làm sai, thì bây giờ mình đem cả thân tâm để mình return.
Ngay cả trong luật cũng nói, thí dụ bây giờ cái mình lỡ mình ăn của đàn na tính thí nhiều quá mà không tu, một đời nào đó mình trở lại mình làm nấm mình làm nấm rơm cho người ta ăn, mình làm trâu ngựa cho người ta. Tại vì sao? Trâu ngựa là mình cài bừa cho người ta. Nói chung là mình phải trở lại một cái gì đó để mình trả cho người ta. Còn người tu chúng ta, bây giờ chúng ta thọ nhận, thì cái trả của chúng ta là gì? Là cái sự tu và cái sự truyền đạt. Đó là cái ý Pháp Hòa muốn nói. Câu hỏi kế: Thầy cho con hỏi, con là người ngoại đạo, ý nói không phải Phật giáo á, con thấy người ta làm người khác tổn thương và buồn con, nên nguyện như thế nào để người đó đừng đi sai nữa? Thanks thầy. Cái này là có cái chánh kiến rồi đó. Khi mình thấy người khác làm khổ một người nào đó, làm tổn thương người khác, thì mình nguyện như thế nào để người đó đừng đi sai nữa? Cũng được. Khi mình thấy một ai đó làm sai thì mình có một cái lời nguyện, mà cái lời nguyện này á, nó đều có cái phần tự lợi lợi tha. Thí dụ, nguyện cho người đó phát triển đủ lòng từ bi, đừng có khởi cái tâm gây khổ người khác nữa. Và trong đó có mình là gì? Nguyện cho con đừng vấp phải những cái lỗi lầm này. Cho nên cái nguyện á, và mình ngược lại mình cũng nguyện cho cái người bị người ta hành khổ là gì? Nguyện cho người đó đủ năng lực để chịu những cơn thử thách, những sóng gió của đời. Cho nên cả ba đều có lợi hết. Người bị, người đương sự bị, người làm, và mình là người chứng kiến. Mình nguyện bản thân mình thì xin nguyện đừng có gặp phải cái duyên mà để mình phải lâm vào cái hoàn cảnh đó. Thật ra nhiều khi cái người mà người ta làm khổ người khác, làm tổn thương người khác, họ cũng rơi vào một cái hoàn cảnh mà chính họ cũng không tự chủ được. Pháp Hòa ví dụ như một cái người nóng giận, họ rơi vào một cái hoàn cảnh là họ tức quá, họ không có control họ được, không có tự mình kiểm soát được, cái họ phải thốt ra những lời nói. Mà nói xong đã đời thì họ lại hối hận. Cho nên đôi khi họ cũng tội nghiệp lắm. Cái người mà làm tổn thương khác đôi khi cũng tội nghiệp lắm, vì họ rơi vào cái hoàn cảnh đó. Rồi cái người mà bị đó cũng rơi vào một cái hoàn cảnh là không nói lại được, bởi vì cái người kia là chồng mình, là vợ mình, là cha, là mẹ, là người thân gì của mình đó. Nói không được, cứ ôm cái khổ đó. Cho nên rồi á, nếu mình nói cho cùng ra đó, tất cả chúng ta đều ở vào một cái hoàn cảnh nghiệp duyên, để rồi chúng ta phải bị mình là phải bị vào cái khổ, bị vào cái nóng giận nó chi phối mình, bị vào cái ganh tức nó chi phối mình, cho mình hành xử như vậy với người thân mình. Đôi khi cũng đau, nhưng mà rồi khi mà cái cơn giận nó lên là bất biết. Cho nên mình tu tập á, ráng niệm Phật nè, ngồi thiền nè, tụng kinh là để làm chi? Để mình giảm những cái duyên tiếp xúc. Giảm cái duyên đó mỗi ngày một tiếng, hai tiếng để làm chi? Để mình đừng có khởi cái tâm giận đó. Mà mình được tiếp xúc với lời Phật, ý tổ rồi giảm giúp cho mình. Cho nên đó, lại Phật tụng kinh không phải là mình báo cáo với Phật, nhưng mà đó là một cái phương tiện để giúp cho mình giảm duyên. Pháp Hòa thấy trong cuộc đời này tất cả là duyên đó. Vui buồn đều là duyên hết. Mà bây giờ nếu mình biết được rằng mình đang gặp phải một cái duyên không lành, thì mình cố gắng tạo cái duyên lành khả dĩ. Giống như có những vị đi chùa, hay là mình đi làm một cái việc thiện, người thân không thích, rồi mà hễ mà họ biết mình làm cái việc đó là họ chửi, họ nói khó nghe lắm. Cho nên mỗi lần người đó làm việc thiện hay đi chùa, người đó phải nói dối. Thì họ mới đặt câu hỏi là như vậy có tội không? Pháp Hòa nói dù quý vị nói dối, nhưng quý vị có chánh niệm nói dối. Tại sao mình phải nói dối? Vì mình biết rằng mình nói thật thì cái người thân này họ không có thoải mái, họ tức giận lên, họ nói những lời lỗi lầm, thì có phải là mình tạo thêm cái duyên cho họ?
thôi thì mình giảm duyên đi. Mình giảm cái duyên để họ đừng có nói những cái lời khó nghe đó. Mình có đi làm việc thiện đi nữa, mình không nói. Không nói không có nghĩa là mình nói dốc, nhưng mà vì mình chánh niệm rằng tại sao mình không nói, tại sao mình không nói. Cho nên cái đó không thuộc về nói dốc, mà chúng ta chỉ, chúng ta không nói việc đó vì chúng ta biết rằng họ không đủ cái, họ chưa đủ duyên để nghe việc này, thì chúng ta không nói thôi. Giống như một cái các vị tổ, có nhiều khi đệ tử tới hỏi các ngài nói ngược lại, con chó có Phật tánh không? Nói không. Rồi hôm khác lại nói con chó có Phật tánh không? Nói có. Vậy thì cái không cái có của các ngài đâu phải nói dốc, nhưng mà các ngài biết được cái cơ của người đệ tử có nghe được cái đó không. Giống như một người mẹ biết hai cha con hay mít lòng hay bất hòa, không bao giờ người mẹ châm chích gì thêm đó. Thậm chí ông cha ông chửi mà mẹ cũng nói không có đâu con, ông ở nhà ông nhắc con hoài, mà thiệt sự ông có nói gì đâu, ông còn chửi nó tơi bời, mà người mẹ không bao giờ nói như vậy. Vậy người mẹ nói dốc sao? Không. Người mẹ có chánh niệm, không nên nói những gì mà tạo thêm cái duyên không lành giữa người này với người kia. Cho nên cái trí của mình nó giúp cho mình thấy được cái đó. Không phải cái chuyện gì rồi cũng kêu là nói dốc. Không. Nói dốc nói láo là khi cái chuyện nó không cần nói mình cũng nói, đặt điều đặt chuyện đó. Còn sự thật ra cái điều này chúng ta chánh niệm, chúng ta nói những điều không cần nói. Cái này nó nằm trong thập thiện đó. Nó gọi là không nói những lời vô ích. Trong cái bốn cái lỗi về miệng đó, không có nói chuyện có nói không, chuyện không nói có là nói dối đó. Không có đâm bì thóc, thọc bì gạo gọi là hai lưỡi đó. Không có chửi rủa mắng nhiếc gọi là ác khẩu đó. Không có nói những cái chuyện không cần thiết để tạo thêm những cái hoàn cảnh khổ đau. Cái đó gọi là không nói những lời vô ích, mà phải nói những lời có ích. Cho nên mình thấy một cái người khổ nào đó, nhiều khi mình chưa đủ duyên độ họ, đem cái tâm lực. Mình có khi mình độ họ bằng cái gì? Cái này là ý giáo nè. Mình nói trực tiếp chỉ cảm hóa họ là khẩu giáo. Mình hành động gì đó để họ nhận ra được là thân giáo. Nhưng mà có những người mình không khẩu giáo được, mình không thân giáo được, thì chúng ta ý giáo bằng cách là chúng ta khởi niệm. Cũng giống như mình có một đứa con bệnh, bây giờ mình không có đủ năng lực để mình chuyển nghiệp, mình cũng làm được gì, thì mỗi khi mình tắm rửa đứa con, mình nấu ăn cho đứa con, mình chuyển nghiệp bằng tâm lực của mình. Con nguyện cho con của con, trong khi mình nấu ăn, nguyện cho con của con mỗi ngày tâm tánh thuần hòa, bớt bệnh bớt tật. Thí dụ đứa nào là tâm tánh nó nóng nảy, tánh tình nó sân si, hay là người thân của mình cũng vậy. Cho nên thay vì mình sắm cái tâm ý mình nó không có chú đâu hết đó, bây giờ mình vì một ai đó mình chú vô đó. Chú là chú tâm vô đó. Chú tâm và cầu nguyện cho họ gọi là chú nguyện chứ gì đâu. Cho người nào mà người ta khổ quá, mình đi ngang mình không làm được gì cho người ta, chú nguyện cho họ đi. Đó là mình ý giáo. Hay là mình cảm hóa họ bằng cái năng lực của mình. Tại vì có những nơi, có những người mình không cảm hóa bằng cái khác được. Cảm hóa bằng cách sống, cảm hóa bằng cái tâm của mình. Có nhiều người, người ta thấy mình đối xử với người nghề này, người nọ vậy, mình không có trực tiếp gì với họ, nhưng họ đứng bên ngoài, họ lại học được rất nhiều từ mình. Và chính cái năng lực đó, chính cái cách suy nghĩ, cái cách hành xử đó của mình, tự nhiên cảm hóa người kia một cách rất là hay. Câu hỏi kế: xin thầy hoan hỷ cho hỏi, khi mình niệm hồng danh các đức Phật, có một thứ tự nhất định nào để sắp xếp tên của các ngài? Ví dụ dựa trên công đức tu hành hay hạnh nguyện của các đức Phật. Thưa đại chúng, là thật ra thì không có nhất thiết mình phải sắp xếp. Tuy nhiên ở trên cái phương diện nghi lễ, để cho nó có một cái tạm thời, một cái chương trình, một cái đề mục, thì chúng ta tạm thời sắp. Thí dụ như Văn Thù là Trí Tuệ, Ngài Phổ Hiền là Hạnh Nguyện, Ngài Quan Âm là Từ Bi, Ngài Đại Thế Chí là Dũng Lực,
Ngài Địa Tạng là nguyện lực cho mình đưa các cái vị này vô trong một nhóm. Cho nên thường thường niệm các danh hiệu Phật theo Phật giáo Đại Thừa, quý vị thường hay niệm các vị này thôi, đa số. Và đồng thời cũng tùy theo trường hợp, ví dụ như mình niệm Phật Dược Sư thì mình không quên niệm thêm bốn vị Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, bởi vì hai vị này là hai vị hầu cận Đức Phật Dược Sư. Rồi thêm hai vị là Dược Vương và Dược Thượng. Đó là những vị này ở trong cái bộ độ bệnh. Thế là mình đi cầu an, hay là mình vì người nào đó mình cầu nguyện cho họ, mình niệm Phật Dược Sư thì mình niệm luôn các vị phụ tá. Để chi? Để bác sĩ tới thì phải có y tá chứ, phải không? Cho nên hãy mình niệm Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn thì phải niệm thêm hai phụ tá của ngài là Văn cái gì, Quan Âm Thế Chí. Thí dụ vậy, mình niệm Đức Phật Thích Ca thì phải niệm hai phụ tá của ngài là ai, Văn Thù Phổ Hiện. Đại khái là như vậy. Rồi ví dụ như trường hợp đây, bây giờ người ta bị những cái oan kết gì đó thì mình hướng dẫn cho người ta niệm thêm mà Giải Oan Kết Bồ Tát, Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, Tăng Phước Thọ Bồ Tát. Vậy thì tất cả các vị này nó không có bắt buộc, nhưng chúng ta tự hiểu khi chúng ta ở hoàn cảnh nào. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ như giờ Pháp Hòa mời thầy đó đến đây làm một cái nghi lễ, cái Pháp Hòa phải rước cái vàng của thầy, những người chuông họ khánh linh hợp với thầy để đi vô, nó hòa âm hòa điệu với nhau. À, quý vị thỉnh thầy kia tới giảng, quý vị phải mời thêm thị giả của thầy để đi theo phò tá cho thầy. Chứ cái đó tự mình phải linh động cái chuyện đó thôi, chứ mà không có cái gì bắt buộc. Ví dụ bây giờ mình niệm, mình cầu an mà niệm Địa Tạng được không? Có sao đâu. Đó, niệm nhiều thì đứng trên phương diện năng lực thì mình niệm nhiều tốt thôi. Nhưng mà đây là cái thứ nhất là do cái hạnh nguyện của các ngài phát nguyện với nhau. Cho nên Đức Di Đà phát nguyện tạo cõi Tây Phương Cực Lạc, thì hai người con của ngài xin tình nguyện làm phò trợ cho cha mình, đó là ngài Quan Âm Thế Chí. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình dựa theo, thứ nhất là dựa theo gì? Dựa theo cái hạnh nguyện của các ngài, dựa theo cái sự phát nguyện của các ngài, và các ngài luôn luôn đi chung với nhau trong cái sự giáo hóa. Ngày xưa trước khi mà ngài A Nan nhận lời thị giả cho Phật đó, thì cái người thị giả cho Phật là ngài Mục Kiền Liên. Cho quý vị mà đi về chùa Nam Tông á, mà thấy các vị hà thờ hai thầy hai bên đứng hầu Đức Phật đó, thì hai người đó không phải là Ca Diếp A Nan, mà hai người đó chính là Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Còn thờ theo Bắc Tông á, thì Ca Diếp A Nan. Tại sao? Bởi vì theo quan niệm của Bắc Truyền đó là gì? Ngài Ca Diếp là người kế thừa y bát của Đức Phật, theo cái lời gọi là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Còn ngài A Nan là thị giả kề cận Đức Phật, là người trùng tuyên lại những lời Phật dạy. Đó, cho nên để hai vị Ca Diếp A Nan, đó là theo cái quan niệm Bắc Truyền. Còn Nam Truyền là Ca Diếp ở gì, Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là hai vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật, và biểu tượng cho hai vị trí tuệ và thần thông. Cho nên nó dựa theo lịch sử mà các vị làm thôi. À, cũng giống như ngài người ta hay thờ Đức Quan Âm, ta thờ thêm hai người nữa, Thiện Tài Kim Đồng Ngọc Nữ, Thiện Tài Đồng Tử vậy đó. Tùy. À, bạch thầy cho con hỏi câu, cho con có câu hỏi là kinh Thủ Lăng Nghiêm được đưa về Trung Quốc do một thầy lấy và đưa về bằng cách giấu kinh trong thân, vậy có phạm tội ăn cắp không? Phật tử quan tâm. Thưa đại chúng, là thật sự ra không có phạm lỗi ăn cắp. Tại sao? Bởi vì kinh này là kinh của Phật giáo, thì các thầy là người phải bổn phận giữ gìn kinh điển của Đức Phật, là chuyện của quý thầy, chứ làm sao gọi ăn cắp được. Nhưng mà bởi vì theo như lịch sử thôi, là ông vua ông quý cái bộ kinh này, ông không cho mang đi thôi, chứ đâu phải của ổng đâu mà ăn cắp. Bộ kinh này là nguyên thủy của Đức Phật mà, của đạo Phật mà, thì các thầy phải gìn giữ nó thôi.
Cho nên các thầy mà có xin lại bản kinh này nhưng mà ổng không cho thì mình không được mang đi, không? Nhưng mà của mình thì mình nhận lại, chứ không có phạm tội ăn cắp. Giống như Ngài Huyền Trang đó, thật sự ra đó, Ngài đi thỉnh kinh đó là không có được ông vua Đường chấp nhận, như ở trong phim Tây Du Ký mình thấy. Là tại sao ông vua Đường không cho? Là bởi vì lúc đó là một cái gọi là vấn đề chính trị giữa các nước với nhau. Làm sao mà vua Đường chấp một cái visa, một cái thông hành để cho Ngài đi như vậy được? Không? Nhưng mà trong cái phim Tây Du Ký là hư cấu, cho nên đại chúng nhớ là trong phim Tây Du Ký là không có dính dáng gì đến cái chuyện sự thật của đời của Ngài Huyền Trang hết. Đó. Mà trong cái bộ phim đó chỉ có một nhân vật có thật thôi, có thật trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Nhưng mà những tình tiết về cuộc đời Ngài Huyền Trang trong Tây Du Ký hoàn toàn không đúng. Nhưng mà ở đây mình tạm thời mình nói như thế này: tất cả những cái khổ nạn mà chư tổ hy sinh đó, chẳng qua là các ngài chỉ muốn nhắc nhở chúng ta. Chư tổ đã dày công khổ cực để mà gìn giữ cái gia tài giáo pháp của Phật, thì chúng ta giờ đây được duyên lành nghe thấy đọc tụng thọ trì gìn giữ, thì chúng ta thấy rằng cái may mắn chúng ta quá thuận lợi. Hồi trưa này có hai em lên thăm, thì hai em mới vừa định cư, thì cuộc sống cũng chưa có gọi là ổn định. Nhưng Pháp Hòa có nói, mặc dù không gọi là ổn định, nhưng các em cũng đã sung sướng hơn của những bậc mà ở đây mấy chục năm trước. Bây giờ qua đây, cộng đồng người Việt phát triển, chùa chiền, nói chung là tất cả mọi cái đều có. Không? Và hơn nữa là bây giờ mọi thứ rất là thuận lợi. Chẳng những vậy, dù các em làm gì làm, trong tay có cái phone, muốn gọi thăm ba, thăm mẹ, thăm gia đình, lúc nào cũng rất thuận tiện. Nhưng mà so với mình ngày trước đâu phải dễ. Ngày trước là muốn gọi về thăm, mà cái thời bắt đầu điện thoại bắt đầu mới có đó là điện thoại bàn, mà đâu phải ai cũng có điện thoại đó. Nhiều khi phải gọi tới hàng xóm. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa liên lạc về Việt Nam nhờ công việc quý thầy, là phải gọi về một cái nhà gần chùa, rồi xin cho được gặp thầy đó, rồi gia đình đó mới chạy đi tới gọi cái thầy đó. Mà không phải free à nha, không có miễn phí à, tính phúc á. Họ cho mượn cái điện thoại nói chuyện đó là họ tính phúc. Mà ngày hồi đó Hòa nhớ là gọi về như vậy là 2.50 đồng một phút. Bây giờ là điện thoại rất là thuận tiện, đủ các chương trình miễn phí. Cho nên mình thấy rằng mình may mắn. Thì cũng giống mình thôi. Bây giờ mình đọc kinh thì dịch rồi, khỏi khổ nè. Bây giờ muốn cái gì là chỉ cần Google là ra nè, phải không? Rồi thích cái gì là lấy phone chụp một cái là cũng được nè. Thậm chí giờ không có máy photocopy, kẹt qua không có, cầm cái phone chụp lại vài trang nó cũng có. Cho nên nếu nói so ra với cái cực khổ của các người xưa thì chúng ta chẳng gì hết. Mà nếu mà chúng ta còn thờ ơ, còn giải đãi trong cái công việc gọi là hành trì, thọ trì, tìm hiểu, nghiên cứu, tu tập, thì quả thật chúng ta có lỗi với các ngài. Các ngài đã vì chúng ta, vì người sao, các ngài không biết ai, nhưng mà chỉ nói một câu thôi, vì người sao, hậu lai. Mà các ngài làm hết tất cả mọi công việc. Mà ngày nay tất cả mọi công việc, rồi đến thời này, các vị người Việt đã dày công dịch tất cả bản kinh ra tiếng Việt nữa. Rồi chúng ta không chịu thọ trì, nghiên cứu, gìn giữ thì nó quá thật là uổng. Cho nên bây giờ mình nói cái việc này nó có thật hay không, mình sao mình biết được. Nhưng mà bây giờ mình cứ lấy, dựa vào đây mình lấy một cái ý gì đó để tự mình sắp tấn cho mình. Nếu đây là một sự thật thì chúng ta phải có bổn phận thọ trì gìn giữ. Còn nếu đây là một sự thật thì cũng các ngài cũng không có lỗi, bởi vì cái gì của mình thì mình nhận thôi. Cũng giống như thánh tích của Phật giáo ở tại Ấn Độ, từ thế kỷ thứ 12 là đạo hồi là tàn phá suốt 500 năm dài,
đạo Phật không có mặt ở Ấn Độ. Mãi đến thế kỷ thứ 18 do các học giả người Anh đi về nước, về Ấn Độ nghiên cứu, bắt đầu mới khai quật từ từ lên. Và nhờ các bậc tôn đức ở các nước Phật giáo lân cận trở về đó khai thác. Bây giờ ngày nay Phật giáo Ấn Độ được dựng lại. Bây giờ quý vị đi các thánh tích rồi, là nhờ các nước. Nước Việt Nam qua lập cái chùa, nước Trung Quốc qua lập chùa. Mỗi nước đều có một ngôi chùa ở các thánh tích hết. Và bây giờ Phật giáo bắt đầu hưng khởi lên nhờ tất cả các vị đó. Cho nên mình bây giờ, mà hồi xưa là các thánh tích đó là do các vị đạo Ấn Độ giáo họ cai quản. Rồi mình cũng phải, nghĩa là mình chỉ là một phần có chân ở trong cái ban quản trị đó thôi. Rồi từ từ mình mới xin lại những cái thánh tích của Phật giáo để mình cai quản. Nhưng mà bây giờ họ vô, họ cũng pha trộn một vài cái của họ vô đó. Cho nên không phải thấy cái gì cũng phải của mình đâu nha. Ví dụ như họ lấy dấu chân Phật á, họ in lên cái tảng đá vậy đó, họ để trước một cái thánh tích nào đó, chân Phật nè. Mục đích của họ làm gì? Để mình tới mình lại hì hụp vậy đó, rồi mình rờ rẫm, rồi mình để tiền vô đó. Mục đích của họ là vậy thôi. Kính chào thầy, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi pháp chuyển luân xa là gì? Có ở trong đạo Phật không? Thưa đại chúng, đây là một cái pháp người ta gọi là thiền nhân điện, hay gọi là thiền trường sinh học. Người ta có cái cách đó và gọi là mở luân xa. Chủ trương là mở luân xa với mục đích là mở cái năng lực cho mình được khỏe, rồi mình đi truyền cái điện lực đó cho người khác vậy đó, đại khái vậy. Cái đó thì của các vị mà người ta quan niệm về cái đó, và hoàn toàn không có dính dáng gì đến đạo Phật hết. Thứ nhất, đạo Phật chủ trương là tất cả những giáo lý của Đức Phật đều nằm trong cái gọi là vô ngã. Chứ không có, mà Đức Phật không có cái chương trình mở bất cứ một luân xa cho ai trên con người của họ. Mà đạo Phật có chuyển luân, nhưng mà gọi là chuyển pháp luân, chứ không có luân xa. Và chuyển pháp luân là gì? Là vận chuyển bánh xe chánh pháp. Nói một cách khác là truyền bá giáo lý, lời dạy để nhằm cho mọi người được hiểu, được tu tập. Mục tiêu của đạo Phật là chấm dứt những phiền não trói buộc khổ đau, chứ không có làm gì hết. Khổ đau là khi mà con người hết khổ là con người giải thoát. Và thiền của đạo Phật là gì? Chuyển từ mê qua ngộ. Như nãy vậy đó, từ cái điên đảo mê lầm cho đến trí tuệ sáng suốt. Mục đích của đạo Phật là chuyển sai thành ra cái gì nó chân chánh, chuyển khổ đau thành hạnh phúc, chứ không có cái đó. Thì nếu mà ai mà mình tu theo Phật thì mình biết rằng cái này nó không nằm trong Phật giáo. Còn quý vị muốn theo cái này để được mở luân xa, để thiền, để truyền nhân điện gì đó thì cái đó tùy. Nhưng chỉ ở đây mình chỉ có xác định rằng không phải của Phật giáo. Phật giáo không có những phương pháp này. Mà cái thiền định của Phật giáo là nhằm cốt là gì? Chuyển hóa những phiền não để của nội tâm, để cái tâm mình nó được an lạc giải thoát. Cái mục đích ngồi thiền của Phật giáo là cái đó thôi. Sở dĩ con người khổ là tại vì con người còn dính mắc, còn mê lầm. Cho mình thiền quán là để mình thẩm thấu được tất cả mọi hiện tượng sự vật. Ngay cả cái vị mà khai thác, khai sáng bất cứ cái gì, ngày nay các vị cũng đều đi theo vô thường hết. Cho nên không có một cái gì mà mình có thể làm cái gì nó trường tồn bất biến hết.
Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình nè, bản thân mình nè, khỏe vậy đó, mà bữa nào mà ai trúng gió đó, trúng gió đó, mà mình cạo cho gió cho chừng 5-7 người thôi là mình ngất ngư. Tại vì bao nhiêu cái hơi mà bệnh tật của họ đó là ra là mình cũng mệt rồi đó. Và cái người nào mà năng lực không đủ coi, cố vấn cho người ta, những cái người mà làm counselor đó, gặp những cái người mà vô mà than thở gì, chừng 5-7 người thôi mà chừng ngày nào họ cũng gặp, mà họ không đủ năng lực chuyển hóa những cái đó coi, thời gian họ bệnh luôn. Chính họ là người chữa bệnh tâm lý mà cuối cùng họ vướng lại cái bệnh đó, tại vì không có đủ năng lực. Vậy cho nên mình không có đủ năng lực để mà khai cái gì cho ai hay là truyền cái gì cho ai hết. Vậy đó là theo quan niệm của Đạo Phật. Còn mình muốn tu gì, mình học gì đó tùy mình. Ở đây thì nếu mà mình là Phật tử thì mình chỉ xác định cái này không nằm của Phật giáo. Nó không nằm trong một cái bộ môn hay là pháp môn tu tập gì của Phật giáo cả. Thưa Thầy, con có câu hỏi như sau: Bồ Tát Long Thọ, tổ của Đại Thừa, mà sao không thấy chùa Bắc Tông nào thờ Ngài cả? Thưa đại chúng, Ngài Long Thọ đó là một trong 6 vị gọi là bảo vật của Ấn Độ. Vì Ngài là một luận sư nổi tiếng. Ngài là một nè, Long Thọ là một nè, Vô Trước là hai nè, Thế Thân là ba nè, Pháp Xứng là bốn nè, Trần Na là năm nè, Thánh Thiên là sáu. Sáu vị này thường gọi là gì, sáu bảo bối của Phật giáo Ấn Độ, Ấn Độ Lục Bảo Trang. Và Ngài Long Thọ đó, Ngài là một luận sư rất nổi tiếng. Tiếng Phạn gọi Ngài là Nagarjuna. Naga là long, Naga là rồng á. Cho nên thường thường ta vẽ hình Ngài Long Thọ đó, người ta hay vẽ có cái gì đó biểu tượng. Vì sao? Vì Ngài cảm hóa được loài đó. Nhưng mà thường thường ở trong các cái tông, các chùa mà thờ đó, ta thờ theo các vị tổ khai sáng. Vì Ngài Long Thọ là tổ khai sáng của Trung Quán Tông. Ngài là khai sáng, tổ khai sáng của Trung Quán Tông. Cho nên có thể là cái tông mà Trung Quán đó ta thờ Ngài. Còn đa số chùa Việt Nam, chùa Trung Quốc đó là mình theo tông gì? Thiền Tông. Mà Thiền Tông thì phải thờ tổ Thiền Tông. Mà cái người đầu tiên, thí dụ như theo Trung Hoa thì thờ tổ Đạt Ma. Còn mình là người Việt là mình theo Thiền Tông Việt Nam thì mình thờ tổ Khương Tăng Hội. Thí dụ vậy. Nhưng mà trong cái danh sách Thiền Tông á, thì Ngài Long Thọ nằm thứ 14. Trong danh sách 28 vị tổ Thiền Tông từ thời Đức, từ Ngài Ca Diếp xuống cho đến vị tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La, thì Ngài Long Thọ là tổ thứ 24. Mà trong danh sách của Bậc Tông thì Ngài là tổ thứ 84. Như vậy thì ở đây Pháp Hòa chỉ nói trên cái phương diện mình tạo tượng, mình thờ phụng thôi, chứ thật sự không thờ không có nghĩa là mình không kính Ngài. Nhưng mà bởi vì các chùa nào ở Việt Nam mà tu theo tịnh độ là quý vị vô phía sau nhà tổ không có thấy tổ Đạt Ma mà thờ tổ Tuệ Viễn. Tại vì theo quan niệm của Tịnh Độ Tông của Trung Quốc thì Ngài Tuệ Viễn là khai tổ của Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc. Cho nên ta thờ Ngài Tuệ Viễn. Và người Việt Nam mình, Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa, Tông Tịnh Độ thì thờ Ngài Tuệ Viễn. Mà thật sự ra nói là thờ Ngài Tuệ Viễn chứ ai biết Ngài Tuệ Viễn, thì bây giờ người ta phát họa một bức hình thôi. Rồi có một dạo là Phật giáo Việt Nam là nghĩ rằng Ngài là Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, là sơ tổ của Việt Nam, cho nên có một số chùa thờ Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Hay là bây giờ tùy theo cái tông thiền của mình, thí dụ như là các vị là bên Thiên Thai Giáo Quán Tông. Thiên Thai Giáo Quán Tông yếu chỉ là tu theo Kinh Pháp Hoa thì thờ Ngài tổ Trí Giả Đại Sư.
Giống như một số các chùa qua đến tổ đường là tạo tạc tượng của Ngài Trí Giả Đại Sư thờ. Thì thành thử ra các chùa mà thờ là ta thờ tùy theo cái tông ta tu. Thì người ta thờ cái vị tổ khai sơn chỗ đó. Khai sơn cái pháp, cái tông đó, khai tông đó, tổ khai tông đó. Chứ còn thật ra thì nếu mà nói mà thờ cho đủ hết thì thôi, có tới 500 vị A-la-hớn, hay là phải tạo đủ mấy chục vị tổ của dòng và truyền thừa. Cho nên là mặc dù Ngài có cái công trong Đại Thừa, nhưng mà Ngài cũng là một vị tổ, một trong các vị tổ. Nhưng mà cái công lớn của Ngài là, giống như Pháp Hòa nói, Phật giáo Việt Nam, Ngài Khánh Hòa nè, Ngài Khánh Anh nè, Ngài Tổ Huệ Quang nè, những vị đó là có công với Phật giáo Việt Nam, gọi là gì, trong cái phong trào chấn hưng Phật giáo, các ngài phải lặn lội đi mời thỉnh các chùa, các hệ phái ngồi lại để lập nên những cái mà ngày nay Phật giáo Việt Nam có một nền tảng là nhờ cái công đức của các ngài. Các ngài tiền bối, các ngài chịu khó. Thì bây giờ các chùa đều thờ các ngài. Nhưng mà thờ thì tùy, có chùa có, chùa không. Nhiều khi nhiều quá thờ cũng không hết, thì người ta làm một cái long vị để chung trong đó, giống như đã để Tây Thiên Đông Độ, Việt Nam Hải Ngoại đó, giờ đủ hết rồi đó. Qua ra ngoài này thì cái long vị ngoài này thêm chữ Hải Ngoại nữa, trong nước không có. Ở trong nước là Tây Thiên Đông Độ, Tây Thiên là Ấn Độ đó, Đông Độ là Trung Hoa, Việt Nam là nước của mình đó, giờ mình thêm nữa là Hải Ngoại. Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam, Hải Ngoại, lịch đại tổ sư là đủ hết rồi đó. Trong đó không thiếu vị nào hết á. Hồi đó Pháp Hòa cũng có một cái ước mơ là làm một cái nơi mình sẽ nhờ cái chú Phật tử mà làm cái phù điêu nè, làm tất cả các hình tổ của Phật giáo Việt Nam, 5 dòng thiền của Phật giáo Việt Nam. Đề Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Trúc Lâm, vân vân. Mình chế chi giới thiệu. Cũng giống như trên Tây Thiên Pháp Hòa đặt mấy cái tên, xin phép là mình dùng những đạo hiệu của quý hòa thượng, để chi, để cho Phật tử Việt Nam mình phải biết. Ví dụ các thầy ở Tăng Xá Thiện Hòa thì các thầy phải biết rằng Ngài Thiện Hòa là một vị tổ của Phật giáo Việt Nam. Ngài Thiện Hoa, Ngài Khánh Anh, Ngài Khánh Hòa, Ngài Huệ Quang, vân vân. Thay vì mình đặt cũng được, thí dụ như là cư xá La Hầu La, cư xá Xá Lợi Phất, được chứ. Ở con số nơi ta đặt vậy đó. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ thôi, các ngài kia ai cũng biết nhiều rồi, hỏng chùa này làm, hỏng chùa kia làm. Nhưng mà các tổ Việt Nam mà không có giới thiệu cho các thầy, các vị ở ngoài này là không ai nhớ. Cho nên mình còn phải có bổn phận làm gì nữa. Hôm nào Pháp Hòa có hứa với mấy thầy nữa, hôm nào là phải giải thích Ngài Thiện Hòa là ai, Ngài Thiện Hòa là ai, để các thầy biết được cái việc đó. Cho nên khi mà đặt tên, mới đầu thì định đặt, thầy viện chủ đặt mấy tên Ấn Độ, các tổ Ấn Độ, và đề nghị thế thôi, mình dùng các vị hòa thượng Việt Nam mình để cho gần gũi. Và thứ nhất là Pháp Hòa rất muốn các thầy trẻ phải biết cái điều đó, trong Phật giáo Việt Nam có những vị tổ. Phải nói là Phật giáo Việt Nam rất đặc biệt. Mình là con cháu Phật giáo Việt Nam mà mình không có chịu khó mình học hỏi là mình lỗ lã lắm đó. Tại các tổ của mình và cái đường lối Phật giáo ra, ngay cả bây giờ những chương trình học Phật rất là phong phú. Mà mình không có lo, mình học là lỗ lã lắm đó. Khi mà nghiên cứu vô thì mình thấy Phật giáo Việt Nam rất dồi dào. Chỉ có một cái buồn là mình chưa có bộ Đại Tạng Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt thôi. Nhưng bây giờ mà mình cũng đã có rồi, nhưng mà chưa đủ.
Rất tiếc là các vị tôn đức, cái ban phiên dịch lần lượt ra đi khi các ngài chưa làm hoàn tất những cái tâm nguyện của quý ngài. Thì mình cũng rất mong là các ngài làm gì? Tái lai phổ độ. Tái lai là gì? Trở lại để làm cái công việc độ sanh rộng rãi. Chư Pháp Hòa nghĩ rằng nếu các ngài có tâm nguyện độ sanh thì các ngài sẽ trở lại. Nhưng mà cái việc của mình là chuẩn bị để được tiếp tục giữ những cái pháp hội của các ngài. Đó là mình nếu mà mình có cái tâm nguyện gọi là được nhờ cái sự hướng dẫn của các ngài. Nếu đời này mình tu, mình thấy mình tu chưa rốt ráo thì thôi trở lại tu tiếp với các ngài để được sự giáo hóa của các ngài, rồi tiếp tay với các ngài trong cái công việc hoằn pháp lợi sinh. Con có câu hỏi này, kính mong thầy giải đáp dùm. Con muốn thờ tượng mẹ Quan Âm, nhưng có một vài người nói với con là con còn nhỏ chỉ được thờ hình, không được thờ tượng. 50 hoặc 60 trở lên mới được thờ tượng. Quan niệm này có đúng không? Đúng không? Thầy Huệ Tạng biết không? Đúng không? Tất cả những cái quan niệm này đều là những quan niệm sai lầm. Từ chuyên môn của Đạo Phật gọi là tà kiến. Tà kiến là những cái thấy, cái biết không có đúng đắn. Thí dụ vị nào nói đó, đem bằng chứng cái quyển kinh đó ra. Quyển sách nào, quyển kinh nào nói điều đó. Và bây giờ mình nghĩ đơn giản thôi. Tại sao anh đi ra chợ, anh khiêng hàng chục những cái tượng tầm bậy tầm bạ về anh để đầy nhà anh được, mà anh để tượng Phật không được là làm sao? Phật gì mà kỳ cục vậy? Cấm người ta thờ tượng khi tuổi chưa đến. Mà lý do gì? Ý nghĩa gì? Không nói được. Chứ cái này nó không có make sense. Nó không có đạo lý thì chúng ta không cần nghe. Không ai có chuyện, không có một cái Phật trời nào quy định. Ngay cả các bậc thánh cũng chưa nói, chứ đừng nói tới Phật. Không có người mẹ, người cha nào mà nói nữa, mẹ có chết, con chưa đủ, mấy đứa cháu nó sanh lên, chưa đủ 50 tuổi, nhớ, đừng cho nó thờ mẹ, nghe không? Nó nhớ, chỉ tưởng cho cha mẹ là tốt thôi. Còn về hình thức, cách nào đó tùy. Vì mình Tích Làng á, người ta không cần thờ lại tượng Phật, ta lại cây bồ đề. Vì họ nghĩ rằng cây bồ đề là biểu tượng cho Đức Phật. Vì cái chuyện đó nó được xảy ra vào thời Đức Phật. Khi mà ông vua Ba Tư Nặc, ông nói Đức Phật đi thuyết giảng lâu quá, ông nhớ Phật. Phật dạy ngài A Nan á, đi tới cái bồ đề đạo tràng á, chiết một nhánh cây bồ đề về trồng tại tịnh xá Kỳ Viên. Trồng xong rồi á, khi trồng xong rồi á, Đức Phật ra cây bồ đề đó, Đức Phật ngồi thiền suốt một ngày một đêm để gọi là ấn chứng đó. Sau khi xong rồi, Đức Phật nói sau này tôi có đi vắng, các thầy thấy cây bồ đề này như các thầy thấy tôi. Và ngày nay cây bồ đề đó vẫn còn ở tại Ấn Độ, ở nơi Tỳ Viên Tịnh Xá đó. Mình thấy cái bánh xe chánh pháp đó, 8 câm đó là mình thấy Phật giáo. Mình thấy cái pháp y là mình thấy đạo Phật. Mình thấy hoa sen là mình thấy đạo Phật. Mình thấy cây bồ đề là mình thấy đạo Phật. Thì cô không thể nói đừng có lại cây bồ đề, ma quỷ nó dựa vô đó đó. Cho nên mình đừng có nghe mấy cái chuyện đó. Mình cứ bình thường, ai nói mình mô Phật thôi. Nhưng mà cái gì nó không có. Ngay cả Đức Phật á, Đức Phật còn nói đừng tin những gì, dù là nó, cái chuyện đó người ta truyền lại lâu đời, sách vở lâu đời, truyền dạy lâu đời. Ngài nói cả chục cái đừng tin. Cuối cùng Ngài nói đừng tin những gì tôi nói, nếu các vị chưa có tư duy quán chiếu và thấy rằng nó hợp với lẽ thật. Thậm chí lời của Phật mà mình thấy rằng không phù hợp với hoàn cảnh của mình, mình không thể theo được, cũng không hề có tội lỗi gì với Đức Phật. Tại Đức Phật không phải là một người đặt những cái chuyện đó ra rồi bắt con cháu của mình, tín đồ của mình phải làm theo. Không làm thì gọi là có tội. Không có. Đức Phật thấy cái đó sai, Đức Phật nói đừng có làm. Làm cái đó là tội. Tội cái gì? Tội với nhân quả chứ không phải tội với Phật. Phật không có rảnh đâu mà ngồi đó mà làm cái chuyện đó.
Nhưng mà cái chữ tội ở đây là anh tội với nhân quả, và tội là khổ đau anh tự chuốc, anh tự dằn vặt. Đã thí dụ như cái cô điên đảo U Bà Di đó, phá thai xong rồi đau khổ. Vậy đau khổ đó là đọa địa ngục chưa? Đó rồi. Tại vì khi cái tâm mà khổ đau triền miên là địa ngục chứ gì nữa. Địa ngục vô gián, không có lúc nào ngưng nghỉ. Địa ngục là gì? Là cái khổ mà không ngừng nghỉ. Vô gián là gì? Là không có sự dừng nghỉ, gọi là vô gián. Non stop. Cho nên mình nhiều khi mình sống sờ sờ đây mà mình vẫn ở trong địa ngục. Tại vì sự buồn khổ mình không thoát ra được. Thôi mình chấp một cái việc gì đó, người ta giải thích rồi, người ta nói rồi mà vẫn cứ cố chấp. Cái đó là gì? Địa ngục của tối tâm, của dày đặc, gọi là gì? Thiết thành. Gọi là tu di. Cho nên chữ địa ngục có tiếng Phạn là nê lê. Tụng cái bài sám, cái sám quy mạng đó, nê lê khổ thú, ngạ quỷ đạo trung. Nê lê là địa ngục. Địa ngục là khổ cụ. Địa ngục là khổ cụ, là đầy đủ cái khổ, là khả yểm, đáng sợ lắm, đáng chán lắm. Khổ, khổ cụ, bất lạc, không vui. Thường thường khi ai hỏi, ai nói mình cái điều gì, nó vậy hả? Cho tôi coi cái đó. Kinh sách nào nói? Có nhiều vị xuất gia, người xuất gia mà cũng biểu Phật tử vậy đó. Còn nhỏ đừng thờ tượng, thờ hình mà không có giải thích. Thậm chí cái tượng Phật ta thờ vậy, ta lỡ ta thắp cây nhang cao, quở tội chết nghe không, thắp cây nhang cao hơn đầu Phật đó. Rồi mình đi, cứ đi nói mấy cái đó thì vô tình người ta nhìn vô đạo Phật. Tự mình đã lệch lạc đạo Phật thì làm gì rồi, cứ như vậy đó. Mình truyền truyền để càng ngày đạo Phật nó càng méo méo méo. Mà rẽ ra đạo Phật rất là thẳng thắn như vậy. Cho nên mình Phật tử là mình phải có bổn phận mình học Phật. Học Phật để làm gì? Để có chánh kiến, chánh tư duy. Người mà có chánh kiến, chánh tư duy nhất định phải có chánh ngữ, là chánh nghiệp thôi. Thầy ơi, con quá nhiều công việc nên rất ít đi chùa, cho nên người ta bảo con không tu vậy đó, có đúng không? Đâu phải đi chùa mới tu. Có nhiều người ở trong chùa cũng chưa tu mà. Cho nên mình, cái chuyện đi chùa để làm gì? Nói như vậy không có nghĩa là mình không đi chùa, cố gắng. Nhưng mà nếu vì hoàn cảnh, mình không đi chùa vì hoàn cảnh, chứ không phải không đi chùa vì giải đãi, vì phiền não, hai cái nó khác. Cũng giống như nói mình không thể ngồi tụng kinh là vì hoàn cảnh. Còn cái đó thì mình có vì hoàn cảnh này cho nên mình không được, thì mình lại làm ở cái hoàn cảnh khác. Ví dụ bây giờ nè, vì bận công việc không ít đi chùa, nhưng bù lại ở nhà có nghe pháp, có tu tập, đâu có sao. Nhưng mà có đủ điều kiện đi chùa mà tại giận cái bà đó không đi, cái này mới lỗi nè. Tôi ghét cái bà đó tôi không đi. Hay thậm chí có nhiều người nói sao? Tôi đi chùa có một lần à, rồi tôi thấy mấy người đó họ hung dữ với nhau, tôi ghét, tôi không thèm đi. Như vậy là mình tự thối lui bằng những cái hình ảnh bất thiện của người. Cho nên nó có hai cái trường hợp. Mà thật sự nói lỗi là lỗi với ai, không phải lỗi với Phật. Lỗi với chính mình thôi. Có cơ hội mà chúng ta không làm. Có phương tiện mà chúng ta không tu. Rồi một đời, một kiếp nào chúng ta ở một hoàn cảnh nào đó. Thí dụ như người địa ngục muốn tu, không thể tu. Vì sao? Có ai nói một chữ Phật cho mà nghe đâu mà tu. Có ai nói được một chữ chùa cho nghe đâu mà phát tâm. Vì cõi địa ngục toàn là nói chuyện khổ. Mở mắt ra là thấy đâm. Mở quay qua bên đây là thấy chém. Bên kia là chuyện khổ. Cũng giống như bây giờ, xin lỗi đại chúng, dù mình ở trong một hoàn cảnh đi. Cả cái xóm đó, trời ơi, toàn dân gọi là hung dữ không, không có ai nói một chữ Phật gì cho mình nghe, thì cái người đó họ không có cơ hội. Cho nên nếu mình ở một cái xóm mà cái xóm mình mà
Có chỗ nào nhà đó có tiếng chuông tiếng mõ là biết có phước á. Pháp Hòa nghĩ Pháp Hòa đi tu được cũng một phần là nhờ ở cái xóm tu. Nó tu nhiêu mình không biết, nhưng mà sáng ra từ 4 giờ sáng tới chiều tối là tiếng chuông tiếng mõ. 4 giờ nhà này thỉnh, 5 giờ nhà kia, văng vẳng cái tiếng chuông tiếng mõ. Rồi thậm chí mình lo mình chơi giỡn ngoài sân thì thấy nghe cái bát đó bà tụng kinh. Pháp Hòa thuộc số bài kinh là tại ngồi ở trước cửa nhà chơi mà thuộc. Rồi mấy bà cụ già thắp nhang sáng là tối nào cũng thắp bàn thờ ông Thiên. Bà khấn mình nghe, mỗi lần bà khấn mình chạy tới mình nghe coi bà khấn gì. Khấn gì cái tự nhiên nghe. Chính phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh cho con tu niệm, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Nghe bà tụng, bà nghe khấn, mình cũng thuộc. Cho nên nếu mà ở cõi trời sướng quá cũng không tu, tại sao biết không? Rủ đi chơi suốt, không có nghe một tiếng chùa, không nghe tiếng Phật. Cho nên ở cõi cái chỗ mà cực kỳ sung sướng lạc thú của cõi trời cũng khó. Ở một cái cõi mà khổ đau triền miên như địa ngục cũng khó. Chỉ cõi người này nè, cõi người này nè, ví dụ như hồi nào giờ không ai rủ đi chùa, tự nhiên giờ người ta biết mình quá trời đau khổ. Thôi em ơi, chắc cái nghiệp của em á, tự nhiên nhờ cái chữ nghiệp đó cũng khai thị mình được chút. Thôi mời ráng trả nợ đi em. Ta không tu gì hết đó, nhưng mà ta lỗm bỗm đâu một hai câu Phật Pháp vậy đó. Thôi thôi, ở nhà làm gì, đi theo chị đi, đi lên chùa làm công quả đi, đi chùa tụng kinh đi. Có được chữ chùa, có được chữ Phật. Thôi thôi ráng niệm Phật đi đó. Cho nên ở cõi người này nè, mặc dù nó có khổ, mà trong sáu cõi, cõi người dễ tu. Vì có khổ, có vui, có được, có mất, cho nên có cái sự là gì? Tỉnh thức, giác ngộ. Còn có những chỗ chỉ thắng không mà ổng thua, cho nên tối ngày cứ lo thắng. Rồi cõi này nè, vừa thấy đó, sống đó, chết đó, có cơ hội tỉnh thức. Vừa thấy được đó, mất đó. Cái ông kia, ông cầm trong giấy số, trời ơi, tôi trúng số rồi, mừng quá. Sao cái thấy ông quỵ xuống đứng tìm chết. Thì ông mừng quá, chết. Thấy không? Rồi ông lãnh ra được một số tiền. Gia đình ổng hồi xưa là con cái anh em đề huề lắm. Lãnh tiền ra thì cũng tiền. Tiền mà làm anh em bây giờ xào xáo trôi, gia đình bây giờ đổ vỡ hết trơn. Hoặc là người xưa, cái người đó hồi xưa là lo làm ăn lắm, giờ có tiền cái sanh tật. Cho nên mình đâu biết được. Giờ nên cõi đời này có những cái cảnh vậy đó, giờ cho chúng có cơ hội chúng ta quán chiếu, chúng ta tu. Cho nên không phải là mình không đi chùa vì hoàn cảnh nó khác. Cho nên tự mỗi người mỗi biết nha. Làm biến mà đổ thừa hoàn cảnh là lỗi mình, ráng chịu. Có cơ hội mà không làm cái đó là sai. Cho nên nhiều lúc á, mình có một cái cơ duyên mình xá một người nào đó, nói một câu niệm Phật, giúp đỡ một ai đó, cứ làm. Vì đó là những cái ba la mật đó. Ba la mật á. Hồi trưa này nè, trời ơi, Pháp Hòa bận quá chừng mà hết chuyện này tới chuyện kia liên tục. Bây giờ cái em đó nó dẫn lên, nó nói thầy, con của con hồi nhỏ đó, nó ngủ không được, nó hay mớ, con đem lên thầy dỗ mấy cái gì nó ngủ ngon tới giờ. Rồi giờ nó lớn bắt đầu lì quá. Giờ hết cái chuyện đó đổ qua chuyện khác, cái nhờ dỗ tiếp. Bây giờ làm sao mình từ chối đây? Rồi bận, thôi ngồi chờ một chút để lo mấy công việc này xong. Thật ra mình có bùa phép gì đâu, nhưng mà giờ mình nói ta đi về, ta có biết làm mấy cái này đâu. Thì ta giận, ta buồn, thôi kệ, tùy thuận. Xuống dạy đứa nhỏ đó mấy cái, đại khái vậy. Đó là cái cơ hội của mình. Mình làm được thì mình cứ làm. Tại chúng mới nhớ là vì buồn giận mà mình diện cớ là một việc, cái đó là lỗi của mình đó, mai mốt mình mất duyên á. Còn vì hoàn cảnh mình không làm được, không có lỗi. Ví dụ giờ mình sống trong một gia đình, người đó khác đạo với mình, ta không cho mình thờ Phật, mình giấu Phật ở trong tủ vậy đó, không có lỗi gì đó. Chẳng những vậy Phật còn thương nữa. Đó là hoàn cảnh mà mình ráng mình tu.
Cho nên trong cái nghịch cảnh mà mình tu được, cái đó là một cái mà nó vượt tất cả. Cho nên Đức Phật kể lịch sử Đức Phật, khi mà Ngài sinh ra, hai cái vòi nước tắm cho Ngài, một vòi nóng, một vòi lạnh. Trời ơi, ai mà chơi kỳ, nít mới sanh sói nước mà tắm, mà cầm vòi rồng mà tắm, mà hai vòi vậy, chịu gì nổi nhỏ. Hai cái vòi nước nóng lạnh đó tượng trưng cho gì? Thuận và nghịch. Cuộc đời này luôn luôn những cái thuận nghịch nó đến với mình. Thuận quá cũng chưa chắc là tu được, tại vì cái đó nó thuộc về là thuận khảo. Còn luôn luôn gặp những trở ngại, cái đó là nghịch khảo. Quý vị học lại cái bài học sáu cái chướng ma mà mình đã học cách đây mười mấy năm đó, gọi là ma khảo đó. Trong đó có thuận khảo, có nghịch khảo, có nội khảo, có ngoại khảo. Có nhiều khi có ai khảo mình đâu, người ta đi tới, người ta đi ngang vậy, mắt mới gì tới mình, coi nó đi thấy ghét không. Cái đó trong kinh gọi là gì biết không? Khách trần phiền não. Người ta là người khách, ta đi ngang à, mắt mới gì mình, vậy mà cũng ngóng ra cửa rồi coi nó đi. Có nhiều khi đang ngồi ở nhà vậy, thấy người kia đi ngang, chạy ra cửa sổ lại ngó rồi nói này kia tự mình. Ráng câu nữa đi. Cho con hỏi, chị gái con thích nghe pháp thầy lắm, nhưng con kêu chị đọc kinh, chị con lại rất buồn ngủ. Dạ, cho con xin hỏi thêm một câu. Tính tình chị con rất nóng nảy, không kềm chế được, thầy cho con một lời khuyên. Thứ nhất là chị thích nghe pháp mà chị không thích đọc kinh, thì chị này tu khôn. Nghĩa là thầy đọc xong rồi thầy kể lại cho mình nghe là ok, còn bắt mình đọc là mình buồn ngủ. Thì cái này cũng là một cái duyên thôi. Thì nếu mà tự mình mà đọc mà mình buồn ngủ á, thì nó cũng do một á, là mình mệt mỏi. Hai á, là mình bị một cái nghiệp nó chướng mình á, gọi là hôn trầm. Nhưng mà thôi, kể ra là dù sao cũng không đến nỗi không tự đọc, nhưng mà thích nghe pháp cũng được. Thí dụ như nếu vậy thì trường hợp này mình có thể nghe kinh, mình nghe pháp, hoặc là thậm chí bây giờ kinh người ta đọc qua cái dạng audio hết rồi. Ngay cả kinh Vạn Phật bây giờ cũng có luôn. Có một cái cô đó, cô đọc kinh Vạn Phật á, cô sướng từng danh hiệu Phật rồi có một tiếng chuông để mình lại. Bây giờ có rồi, quý nào không có thể nhìn chữ hoặc là không có quyển kinh Vạn Phật, quý vị lên trên YouTube quý vị search tìm kinh Vạn Phật hai clip. Đó, rồi lại theo ta đọc, cái cô đó cô đọc chậm, không có sướng tụng gì, cô đọc thôi. Nam mô Phổ Quang Phật, tiếng chuông để mình lại. Sướng không? Trời ơi, tu quá trời sướng vậy mà cứ diễn cớ hoài. Còn cái chuyện mà gọi là tánh tình nóng nảy thì mình nói cái vị đó nóng nảy, nhưng mà rồi mình cũng phải nhìn lại cái môi trường, cái hoàn cảnh và những người xung quanh chị đã sống như thế nào để tạo cho chị một cái nóng nảy. Đôi khi mình nói một người khác bực bội nóng nảy, rồi đôi lúc mình cũng phải nhìn lại nguyên do. Tại vì thường thường nó không có bao giờ nghiệp lực thì nó không bao giờ đi một chiều, phải có cái gì đó người ta mới tạo nghiệp được. Thấy không? Thì vậy cho nên người mình biết người ta không thích cái đó thì mình phải khéo léo làm sao đừng có tiếp tục để cho người đó có cơ hội tạo cái nghiệp đó. Thì cái mình muốn giải mà mình không có biết cách đó, mình làm sao hồi cái giữa mình với họ càng ngày càng dày thêm. Cái đó là do cái mình phải nhìn lại nữa cái hoàn cảnh. Thí dụ như mình nói cái người đó nóng là một cái biên kiến. Biên kiến là nhìn bên. Rồi bây giờ mình nghe thêm một bên là lý do, hoàn cảnh. Chứ không phải là không có nguyên do. Cho nên tất cả chúng ta tạo nghiệp đó, nó đều có một cái nguyên do. Thật sự con người mình đó, khi mình làm sai lúc nào mình cũng phải có cái lý do gì mình nói. Tại vì như vậy mà tôi phải như vậy. Đúng không? Và có những cái nó đúng như vậy. Cho nên là nếu muốn giúp chị thì mình phải tìm hiểu coi cái hoàn cảnh, cái môi trường và những người chị tiếp xúc hàng ngày là những ai. Và có thể những người đó họ nói, họ làm và hoàn cảnh đó dễ cho chị tạo nên cái bực bội. Còn nếu mọi việc tốt hết mà chị cứ như thế là do cái tập nghiệp chủng tử của chị.
thì mình phải cố gắng làm sao đừng tưới tẩm cái chủng tử phiền não nơi người đó. Và ngay cả chính bản thân chúng ta đây, nhiều khi chúng ta cũng sống bằng cái tập nghiệp của chính mình không hay. Và mình cũng có cách bào chữa để cho cái tập nghiệp mình nó an tâm mà nó phát triển. Vậy cho nên tụng một thời kinh, ngồi thiền niệm Phật rất có công năng, giúp cho mình nhìn lại cái tập nghiệp của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình có một cái tập nghiệp là trạo cử. Khi ngồi thiền là mình sẽ biết được nó nhiều lắm. Trời ơi, không ngờ tôi lăng xăng dữ vậy đó. Mình có tập nghiệp lo ra. Khi mình tụng kinh là mình biết. Ngồi tụng vậy chứ tâm mình phóng ra vậy lắm. Không có tội lỗi gì hết. Không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cũng đừng vì cái đó mà bỏ tụng, đó là mình chưa có, mình biết vậy phải không? Đó là tập nghiệp rồi, phải tụng dữ nữa. Tiếp tục tụng để cho cái tập nghiệp nó giảm. Cho nên mình uống thuốc á, vô mà nó có tác dụng đó, nó làm cho da mình ngứa ngáy lên. Mình thậm chí mình xin lỗi, mình đi cầu, mình đi sổ rồi đó, mình biết thuốc có tác dụng. Đừng có thấy những cái nó phản như vậy rồi nghĩ là mình ấy, đó là thuốc nó có tác dụng, bắt đầu nó sổ độc. Thì mình cũng vậy, bình thường mình chiều theo nó thích nghĩ gì là mình nghĩ theo, cho nên mình không thấy gì hết. Nhưng khi mình bắt đầu ngồi thiền, mình thấy mình quá trời lo ra. Sẵn đây Pháp Hòa cũng nói, có một cái câu hỏi của một chị Phật tử hỏi là: khi ăn chay thì cứ tối ngày nghĩ chuyện mặn, mà cái lúc được ăn mặn thì không nghĩ mấy chuyện đó. Ví dụ như ngày ăn chay mà cứ nghĩ phải nấu gì mặn, mình biết rằng cái đó không có tội lỗi gì hết. Là mình tự mình biết rằng trong tâm thức mình, cái tập nghiệp của chướng khí nó tập tu đó, nó chướng ngại mình tu. Ăn chay nghĩ chay chứ tại sao ăn chay nghĩ mặn? Ăn chay mà cứ nghĩ cắt gà này nấu làm sao mà lúc bình thường ăn mặn không có, phải không? Thì mình biết rằng cái đó sám hối được. Mình sám hối và mình nguyện được, nguyện cho con đừng có gặp những cái cảnh duyên như vậy. Và nếu với cái lòng chí thành, mình chuyển được hết. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa có một giờ với đại chúng để chia sẻ những câu hỏi của ngày hôm nay. Thì trong khi chia sẻ có gì sai sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Nếu những câu trả lời Pháp Hòa, chia sẻ Pháp Hòa mà quý vị chưa có mãn nguyện thì xin cầu hỏi ở những bậc cao minh nữa. Còn khả năng Pháp Hòa thì chỉ có vậy thôi. Thì mong đại chúng an vui tu tập. Và ngày mai chúng ta có một ngày nghỉ ngơi, sẽ hẹn gặp lại đại chúng vào ngày thứ ba. A Di Đà Phật. Em mong đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, nguyện đoàn quả Phật xin chứng nên.